tự tất đạt đa, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều này có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện xuống trần với thân phận là Thái tử Tất Đạt Đa. Đây chỉ là một ứng hóa thân của Ngài để khai mở Phật Đạo ở trái đất này nhằm cứu độ chúng sanh. Chứ Thái tử Tất Đạt Đa không phải là người bình thường rồi tu hành mới thành Phật. Trong Kinh Phạm Võng, Phật nói trước khi ứng hóa thành Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã xuống trần tất cả 8.000 lần rồi mà chúng ta đâu có hay. Nhất Phật xuất thế, Thiên Phật hộ trì. Đức Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện thành Phật tại quả đất này để lập đạo, thì hàng ngàn vị Phật và Bồ Tát khác cũng giáng phàm để hộ trì cho Đức Bổn Sư Thích Ca xây dựng đạo Pháp. Các ngài đóng đủ các vai trò như là người thân, đệ tử, người xuất gia, cư sĩ tại gia, vân vân, để cùng hoằng dương Phật Pháp cứu độ chúng sanh. Các ngài thể hiện một cách bí mật và âm thầm hành đạo, chứ tuyệt đối không bao giờ thố lộ tông tích. Đây là một nguyên tắc trong Phật môn, tránh cho chúng sanh lầm lẫn, nhất là giữa thời mạt Pháp loạn lạc, chánh tà lẫn lộn. Tại sao vậy? Vì ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện chính thức để khai đạo ra, nếu các vị Phật khác xưng là Phật, thì hàng ngoại đạo cũng có thể xưng là Phật. Lúc đó làm sao chúng sanh phân biệt được ai thật ai giả? Cho nên nếu cháu có ý hướng tu hành, làm lành lánh ác, hướng thượng tâm linh, thì cần phải chú ý đến điều này, nhất thiết không được hiếu kỳ mà mang hại đó. Hỏi: như vậy ngoài thế giới mình đang sống, chẳng lẽ còn một thế giới khác nữa? Thế giới khác đó ra sao? Trả lời: không phải chỉ có một thế giới khác, mà có rất nhiều thế giới khác đang sống trên vũ trụ pháp giới này, không thể nào đếm hết. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói có chủng chủng sát độ, nghĩa là thế giới có trùng trùng điệp điệp, vô lượng vô biên, không phải là hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ, mà nhiều đến nỗi không còn có thể đếm thành số được nữa, nên mới gọi là vô lượng thế giới hải. Trong Kinh Phật nói cõi Ta Bà là giáo khu hóa độ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, rộng đến tam thiên đại thiên thế giới, nghĩa là 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000 bằng 1 tỷ đại thiên thế giới. Cũng nên nhớ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không phải chỉ là Thái tử Tất Đạt Đa, mà Thái tử Tất Đạt Đa chỉ là một ứng thân của Phật tại trái đất này mà thôi. Nói rõ hơn, có hàng tỷ Đức Thích Ca Mâu Ni thị hiện xuống ở hàng tỷ hành tinh khác, những nơi có sự sống trong cõi Ta Bà để giáo hóa chúng sanh. Một đại thiên thế giới có 1.000 trung thiên thế giới, một trung thiên thế giới có 1.000 cái tiểu thiên thế giới, một tiểu thiên thế giới có 1.000 thế giới. Một cái thế giới không phải là một quả địa cầu, mà hiện nay có nhiều người nghiên cứu chứng minh ra rằng một thế giới trong Kinh Phật nói có thể rộng lớn như một dải ngân hà. Hàng đêm chúng ta nhìn lên bầu trời thấy vô vàn vì sao lấp lánh. Một vì sao đó không phải chỉ là một hành tinh nhỏ như quả địa cầu, mà có thể là một thái dương hệ. Có hàng tỷ thái dương hệ đang hoạt động trong dải ngân hà này. Trong hư không pháp giới có hàng tỷ tỷ cái dải ngân hà. Tất cả ở đó đều có sự sống, dưới hình thức này hay hình thức khác. Hãy tính thử coi, như vậy trong vũ trụ này có bao nhiêu thế giới? Hơn nữa, ngoài những thế giới chúng ta có thể thấy, còn có vô lượng cảnh giới mà mắt thường chúng ta không thể thấy được. Có nhiều người nghĩ rằng, Kinh Phật nói có vô lượng thế giới, tại sao các phi hành gia bay lên mặt trăng, tới sao hỏa, bay vào không gian, họ không thấy gì cả? Thực ra đâu cần gì phải bay vào không gian mới không thấy. Ngay trước mắt chúng ta vẫn có thiên địa, quỷ thần, yêu ma, vân vân, sống chung lộn với loài người mà ta cũng không thấy. Khi một người mất, thân xác thì liệm trong hòm, còn linh hồn của họ vẫn đứng buồn so trước mặt người thân, hỏi rằng đã có ai thấy được chưa? Vào khoảng tháng 11 năm 99, cậu có một người bạn thân bị nạn cảnh ma khá dễ sợ. Anh ta bị con ma nữ chặn đường rồi theo luôn vào nhà, và sau đó muốn nhập vào người anh. Có lúc
cha của anh vào phòng ngồi cách con ma có nửa thước mà không thấy, còn anh ta thì thấy rõ ràng. Thường khi thì con ma ngồi trong góc phòng, tóc phủ trùm cả mặt. Có một đêm con ma đứng lên, từ từ tiến tới càng lúc càng gần và như muốn nhập vào người của anh. Trong lúc quá hãi sợ, anh bạn vớ được chiếc điện thoại cầm tay và gọi cầu cứu đến cậu. Câu chuyện này khá dài, cậu chỉ tóm tắt là trong đêm đó, cậu hướng dẫn anh bạn và một người bạn khác lái xe tới nhà cậu. Cậu đã giúp anh ta bằng cách khuyên anh ta phải liên tục niệm Phật, khuyên con ma niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Mình hứa niệm Phật tiếp sức hồi hướng công đức cho cô, chứ tuyệt đối không cho mượn thân. Nghĩa là phải cứng rắn từ chối, niệm lớn câu Phật hiệu khi cô muốn nhập. Chỉ vậy thôi, trong vòng 2 ngày, anh ta được giải nạn. Chuyện này cũng chưa hay, còn có chuyện khác hay hơn. Hiện ở tại đây có một ông bác tên là Nguyễn Văn TH, pháp danh là TM, tuổi trên 70. Hàng ngày đều thấy ma rất nhiều, có khi có cả hàng chục hàng trăm con. Thật ra ta gọi là ma cũng hơi sai, vì họ cũng là chúng sanh như chúng ta, đang sống trong những cảnh giới khác mà thôi. Những chúng sanh này có duyên với bác, thường xuyên tiếp xúc với bác từ Sydney, một thành phố cách Brisbane cả ngàn cây số. Khi về đây tụ tập, bác vui tánh mời thử coi họ có theo được không. Không ngờ sau khi xuống xe lửa vừa về tới lưu phòng ở Brisbane thì bác đã thấy chúng tụ tập đầy nhà chờ bác. Có nhiều đêm chúng còn chen mình nằm cùng giường với bác. Sự việc quá thường xuyên nên bác không còn sợ nữa. Bác nói với chúng: muốn tu hành thì ở đây tu, đừng phá phách là được. Hàng ngày bác niệm Phật rồi hồi hướng cho chúng. Trong năm vừa qua, bác thỉnh chư vị tăng ni làm lễ quy y Tam Bảo cho chúng 2 lần. Có một dạo cậu ngủ chung nhà, có khi chung phòng với bác. Bác thì thấy ma đầy nhà, còn cậu và những người khác không ai thấy gì cả. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Vậy thì cần gì phải đợi bay vào không gian mới không thấy? Phật nói: pháp giới mông huân, cảnh giới trong vũ trụ này vô lượng vô biên, không cùng không tận, huyền bí phi thường. Biết bao giờ con mắt bình thường của con người mới có thể thấy cho hết. Bên trên là nói thế giới rộng lớn bao la vô tận, từ quả địa cầu này nhìn ra ngoài vũ trụ hư không. Bây giờ thử nhìn sâu vào thế giới tế vi. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: trong thế giới có vi trần, trong vi trần có thế giới, trong thế giới lại có vi trần, chủng chủng vi trần sát. Vi trần là một vật thể rất nhỏ, có thể nhỏ đến mắt thường không thể thấy được. Ấy thế mà trong vi trần lại có thế giới sống trong đó, trong thế giới đó lại có vi trần khác, rồi trong vi trần đó lại có thế giới nữa, trùng trùng chủng chủng, vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn được. Nghe đến điều này, chắc chắn nhiều người cảm thấy mơ hồ, xa vời, quá sức trừu tượng, không còn biết đâu để lý giải nữa. Nhưng cháu à, nếu ngộ được lý đạo này thì thích thú lắm. Ngôn từ chữ nghĩa thế gian không đủ sức để diễn tả. Cậu sẽ cố gắng đưa ra một ví dụ cụ thể, dựa theo đó mà cháu liên tưởng ra thế giới hải. Chứ còn lý đạo thì quá sâu rộng, quá siêu hình, không thể nào diễn tả được đâu. Phật nói trong thế giới có thế giới. Ví dụ như quả địa cầu chúng ta là một hình thức thế giới, trong đó có hàng trăm quốc gia, mỗi quốc gia là một thế giới. Trong một quốc gia có hàng triệu người, mỗi người sống theo thế giới riêng của họ. Giả như gom lại, tất cả sinh hoạt của loài người trên quả địa cầu này là một thế giới, thì vẫn còn có vô vàn những thế giới khác đang sinh hoạt chung với chúng ta. Con cá dưới nước, con chim trong rừng, con muỗi trong lùm cây đều có thế giới riêng của chúng. Con sâu nằm trong trái táo thì trái táo là thế giới của nó. Trong bụng con sâu vẫn còn có thế giới của loài vi trùng vi khuẩn. Trong thân thể của loài vi khuẩn vẫn còn có những phân tử điện tử đang hoạt động với tốc độ quay cuồng rất nhanh. Đó đều là sự sống có hoạt động hẳn hoi. Nếu thấy được điều này thì trong thân thể của chúng ta là cả một đại vũ trụ đang sinh hoạt.
trong từng lỗ chân lông là cả một thế giới đang sống, phải chăng thế giới sống trùng trùng vô tận? Nên nhớ một điều, những cái chúng ta không thấy không phải là không có. Con kiến chúng thấy không gian chung quanh chỉ là một màn trống rỗng, nhưng thật sự có con người thân thể lớn hơn chúng cả tỷ lần đang nhìn thấy chúng rõ ràng. Tại sao chúng không thấy? Vì mắt của chúng quá kém. Quỷ thần, thiên địa, yêu ma vân vân đang theo dõi từng cử động của con người, trong khi con người không thấy được họ. Tại sao không thấy? Vì mắt của con người quá kém. Rất nhiều trường hợp một sinh vật này thấy được sinh vật khác, nhưng sinh vật khác không thấy lại được. Quỷ thần thấy ta, ta không thấy họ. Đêm càng đen tối, con cú càng thấy rõ, còn con người thì không. Tia hồng ngoại có thể nhìn suốt qua màn đêm. Tia sáng X nhìn xuyên qua một số vật chất vân vân. Tất cả những điều này mắt người không có khả năng. Không gian đa chiều, mắt chúng ta chỉ bắt được có ba chiều. Nếu có một vật xuất hiện trong chiều thứ tư, thứ năm vân vân thì ta chịu thua. Cảnh giới như là hiện tượng của làn sóng ba động. Những hình ảnh sóng động bay lượn khắp bầu trời, chiếc tivi bắt được mà ta không được. Nhiều âm thanh xuất hiện thường trực trong không gian, ta không nghe, nhưng chiếc máy điện thoại, chiếc máy thâu thanh có thể bắt được, vân vân. Rất nhiều ví dụ để diễn tả cảnh giới trùng trùng trong vũ trụ. Mỗi cảnh giới đều có sự hoạt động riêng trong từng giây phút mà chúng ta không hề hay biết. Trong kinh A Di Đà, Phật nói cách đây hơn 10 vạn ức cõi Phật độ, có một thế giới gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Với khoảng cách xa như vậy, đối với khoa học ngày nay, vĩnh viễn không bao giờ có thể khám phá ra được. Vậy mà một người quyết lòng tin tưởng, chí thành niệm Phật không gián đoạn, không hồ nghi, không niệm tạp nhạp, tha thiết cầu sanh về đó, thì trong một đời này, khi hết báo thân, sẽ sanh về tới đó. Đây là sự thật, rất nhiều người đã được vãng sanh. Sự việc này chứng minh rõ ràng rằng, lời Phật nói không sai. Đây là một thế giới vô cùng trang nghiêm vĩ đại, đẹp đẽ vi diệu vô cùng, khó có thể diễn tả thành lời. Phật nói, ở đó con người không phải là thai sanh mà từ hoa sen hóa sanh ra. Một hoa sen nhỏ nhất cũng lớn bằng vài tỉnh của Việt Nam. Có hoa lớn đến nỗi cả nước Việt Nam chỉ bằng cánh hoa mà thôi. Trong hoa sen đó là cả một thế giới cho chúng ta sống, có cung điện, lầu cát, phương tiện du hành, tiện nghi cho cuộc sống, đều tùy tâm ứng hiện, như muốn tới nơi nào, tự nhiên nơi đó hiện ra. Muốn về thăm làng cũ, thì tức khắc làng xưa của mình, có ngay bà con cô bác đang hoạt động ngay trước mắt. Nói chung, đây là cảnh giới sống rất an vui, tốt đẹp, không có khổ, mà Đức Phật A-di-đà hiến dâng cho chúng sanh, khi vãng sanh hưởng dụng, để an tâm tu hành, chờ ngày thành Phật. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thật không thể nghĩ bàn. Nói ra thì giống như một sự tưởng tượng, nhưng sự thật, có thật. Với trí óc bình thường, con người không bao giờ hiểu tới. Ở đó có những hàng cây cao đến 400 vạn dặm, có nghĩa là nếu mọc từ quả đất thì nó cao vượt khỏi mặt trăng. Chu vi của thân cây lớn đến 5.000 do tuần, tính ra cái gốc cây lớn hơn quả địa cầu ít ra cũng 5 lần. Một chiếc lá rộng đến 200.000 dặm, dùng chiếc lá đó có thể gói gọn quả địa cầu này, chẳng khác gì như gói một viên kẹo. Như vậy, quả đất này quá nhỏ, nhỏ đến thảm thương, nhỏ xíu như một viên kẹo. Thế mà trên viên kẹo đó lại có hàng tỷ con người sinh hoạt, có vô lượng sinh vật, các loài đang sống. Quả địa cầu này so sánh với Tây Phương Cực Lạc thì có khác gì một thứ vi trần? Cảnh giới thật sự vô lượng vô biên, trùng trùng điệp điệp. Chúng sanh vì không hiểu nên cứ bám chặt lấy cảnh giới ô uế của mình mà đành vạn kiếp khổ đau, không có ngày giải thoát. Con dòi bám lấy bãi phân, con kiến bám lấy cái hang, con sâu bám lấy trái táo, con bò bám lấy cái chuồng, con người bám lấy cái nhà, vân vân.
tất cả chỉ là những vật bất tịnh, nhỏ bé, vô thường, khổ nạn. Đâu ngờ rằng còn có những cảnh giới trang nghiêm, thanh tịnh, vi diệu, vĩ đại, tốt đẹp phi thường, đang dâng tặng mà chúng sanh không chịu hưởng, thật là đáng tiếc. Cảnh giới như thế nào? Cảnh giới trong vũ trụ hư không do chính tâm của chúng ta biến hiện ra. Lý đạo này cao lắm. Để cho dễ hiểu, cậu vẽ cái đồ hình bên trên làm biểu trưng để giúp cháu suy nghiệm. Nên nhớ đây chỉ là hình vẽ biểu trưng cho dễ hiểu mà thôi, chứ đừng nên chấp vào cái hình. Ví dụ như Ngài Tịnh Không khi nói về cảnh giới, Ngài thường dùng cái màn ảnh tivi làm ví dụ. Băng tần ví như cảnh giới, màn ảnh là nơi diễn ra tất cả cảnh giới. Đây chỉ là ví dụ để biểu trưng, chứ không phải cảnh giới này là cái máy tivi. Trong đồ hình, mỗi vòng tròn tượng trưng cho một không gian, một cảnh giới. Vạn pháp duy tâm, thì khởi đầu của vạn vật vũ trụ là ở tại tâm, chỉ là một điểm X. Điểm X ở tại đây nghĩa là tất cả mọi cảnh giới trên vũ trụ đều có thể ở tại đây, chứ không ở đâu xa cả. Nhưng môi trường hoạt động thì hoàn toàn khác nhau. Có cảnh giới chỉ luẩn quẩn trong vòng số 1, có cảnh giới rộng lớn vô cùng, vô tận, vô biên như không gian số 5. Một chúng sanh sống trong cảnh giới số 1, hỏi tới điểm X ở đâu? Ở đây, ở ngay trong cái hang nhỏ xíu tối tăm này. Đối với một người trong không gian số 4, hỏi tới điểm X ở đâu? Cũng ở đây. Nhưng từ chỗ này họ có thể nhìn thấu suốt cả dải ngân hà, đi qua cả nhiều thái dương hệ, thăm viếng vô lượng hành tinh. Rõ ràng cũng tại một nơi, nhưng không gian hoàn toàn khác nhau, cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Cảnh giới tương ứng với tâm lượng. Tâm hồn hẹp thì cảnh giới hẹp, tâm hồn rộng thì cảnh giới rộng. Con kiến chấp lấy cái hang thì hoạt động quanh quẩn cái hang. Cảnh giới của chúng là cái vòng số 1. Con người chấp lấy cái trái đất này tưởng là vĩ đại, nhưng thật ra chỉ lần quần trong cái vòng tròn thứ 2, quỷ thần vòng thứ 3, chư thiên vòng thứ 4, vân vân. Khi trở về được với tự tánh, tâm lượng mở rộng vô biên, thì cảnh giới cũng mở rộng không còn biên giới. Đây chính là cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát. Hiểu được chỗ này, ta mới thể hội được cái lý đạo thầm thâm vi diệu trong kinh Phật. Phật nói, tất cả chư Phật sát độ, mười phương pháp giới không rời khỏi chỗ này, gọi là bất ly đương xứ. Đương xứ là tại đây. Nghe như vậy, xin chớ đừng tự mãn mà cho rằng ta đang ở trong cảnh giới Phật. Không đâu, không gian bất đồng vi thứ, chiều kích khác nhau, cảnh giới khác nhau, tâm lượng khác nhau, đã làm cho chúng ta tự ngăn cách với cảnh giới Phật. Nói sâu hơn nữa, cảnh giới Phật ở tại đây, chư thiên, thần thánh, ma quỷ cũng ở đây, tam đồ ác đạo cũng ở đây luôn, nhưng cảnh giới của ai tự người đó sống. Sự ngăn cách này là do cái niệm trong tâm. Phật ma, ma Phật đều ở tại tâm vậy. Tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước đã làm phân cách không gian. Không gian cách ngăn ra từng ô nên gọi là xứ xứ. Sở dĩ có xứ xứ đều là do tâm niệm mà có, cho nên xứ xứ bất ly đương niệm, một niệm khác tạo ra một cảnh giới khác nhau. Cái vọng niệm của chúng sanh quá nhiều, nên cảnh giới hình thành cũng nhiều đến vô lượng vô biên. Khi nào ta trở về được với tự tánh thanh tịnh thì không gian không còn biên giới nữa. Xứ xứ đã mất, niệm niệm cũng mất. Đây là cảnh giới nhất chân pháp giới, biến nhất thiết xứ. Cảnh giới trong kinh Phật nói thật sự là rộng bao la, vô cùng vô tận, siêu vi huyền diệu. Con người ngày nay đang sống trong thế giới hiện tượng nên khó chấp nhận điều này. Tuy nhiên, Phật Pháp nói cao diệu thì thật cao diệu vô thượng, nhưng nói về thực tế thì cũng thực tế như sự ăn mặc, tiết vật đối người. Cháu hãy nhìn lại cái đồ hình bên trên một lần nữa mà suy nghiệm. Ví dụ, một người ích kỷ chỉ sống cho riêng cá nhân, không cần biết đến một ai khác, thì chắc chắn cũng không có ai cần đến họ. Sướng khổ vui buồn sống chết mặc thân,
cảnh giới của họ thực sự đã thu hẹp như vòng tròn số 1. Nếu họ biết thương đến gia đình, nghĩ đến người khác, tính nghĩa với bạn bè, thì thế giới của họ nới rộng ra đến vòng số 2. Nếu họ trung với nước, hiếu với dân, biết thương người, biết lo cho dân tộc, biết phục vụ chúng sanh, thì tầm hoạt động của họ đã rộng đến khắp cả nước, uy đức của họ đã ảnh hưởng đến cả thế giới, thì cảnh giới của họ lớn đến số 3, số 4, vân vân. Rõ ràng, cảnh giới mở rộng theo tâm lượng của con người. Cách đây 3.000 năm, Thái tử Tất Đạt Đa có tâm hồn thật vĩ đại, thật cao thượng. Ngài có tâm đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng, quyết tâm cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn trong hoàng vũ. Thành ra cảnh giới của Ngài đã rộng lớn đến tam thiên đại thiên thế giới, đến hàng tỷ dãy ngân hà. Chân tâm bản tánh của chúng ta, nếu nói lớn thì có thể châu biến pháp giới, gọi là chí đại vô ngoại, không có gì ở ngoài tâm. Ngược lại, nếu nói nhỏ thì nhỏ đến chí tiểu vô nội, không có thể chứa được một vật nhỏ nào bên trong. Chân tâm của chúng ta hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, vắng lặng, không nhiễm một hạt bụi trần, không chứa một vật gì bên trong, nên mới vô nội. Đây chính là cảnh giới của chân không. Dù là chân không, nhưng một khi nó phát ra diệu dụng, thì sanh ra sơn hà đại địa, vũ trụ, nhân sinh, tất cả vạn vật, không có cái gì ở ngoài chân tâm, nên mới vô ngoại. Đây chính là cảnh giới diệu hữu. Chân không diệu hữu diễn tả cái thể và cái dụng của chân tâm, bao hàm từ chỗ nhỏ nhất đến chỗ lớn nhất vậy. Cho nên, đối với cái tâm, tầm cỡ nào, nó cũng có thể dung chứa được cả. Tốt xấu, trắng đen, thị phi, thiện ác, có không, vật chất hay tinh thần, vân vân, tất cả đều hàm chứa trong cái tâm. Mình muốn làm thánh nhân thì mình sẽ trở thành thánh nhân. Mình muốn làm phàm phu thì mình trở thành phàm phu. Muốn cảnh giới nào thì cái tâm nó hiện ra cảnh giới đó. Chính vì thế mà cái tâm này nó có thể đưa ta đến ngôi vị Phật, Bồ Tát, Đại Giác, Đại Trí Huệ. Ngược lại, cũng chính cái tâm này lại xui khiến ta chui vào bãi nhơ, làm kiếp con dòi, nấp vào hang, sống dưới đời con kiến, tìm tới những cảnh giới khốn nạn của loài ngạ quỷ chịu đói khát vạn đời, hoặc chui xuống địa ngục để chịu khổ cực vĩnh kiếp, khó có ngày thoát thân. Nhất thiết duy tâm tạo, đây là đạo lý nhất định không sai. Hiểu được điều này thì làm người, chúng ta cũng nên biết lo tu tâm dưỡng tánh, biết thương người giúp đời, biết lo hướng thượng tâm linh, để cho cảnh giới của mình càng ngày càng rộng, càng cao thượng. Người có tâm bao thái hư, lượng châu sa giới, nghĩa là tâm hồn cao thượng bao la, thì cảnh giới của họ rộng bao trùm thái hư, công đức sẽ lớn đến khắp cõi pháp giới, tương lai sẽ được về những cảnh giới tốt đẹp trang nghiêm. Ngược lại, người có tâm hồn hẹp hòi xấu ác, thì tự họ nhốt tù chính họ trong những cảnh giới nhỏ hẹp, khó khăn, khổ nạn, tương lai sẽ đi về những cảnh giới tối tăm. Phật nói, nhân nào quả đó, đây là định luật của nhân quả, không thể thay đổi được. Trong vũ trụ này, có thế giới trùng trùng, vô lượng vô biên cảnh giới là sự thật. Một người chết đi, đầu thai sống lại trong những cảnh giới khác, cũng là sự thật. Đây là sanh tử luân hồi, sanh là ta sanh ra để sống, tử là khi thân ta chết, luân hồi là quay trở lại để sống. Cô chuẩn chết chuyển thành cô khuyên thì coi như huề vốn. Anh giám đốc chết chuyển thành con chó thì bị lỗ vốn, hay nói chính xác hơn là người bị đọa lạc vào hàng súc sanh. Còn có những cảnh giới bị thua lỗ nặng hơn nữa, như ngạ quỷ, địa ngục. Ở đó sự khổ đau làm sao có thể diễn tả thành lời. Tâm lượng là cái cân định giá nhân phẩm của con người. Tâm lượng lớn, nhân phẩm cao, tâm lượng nhỏ, nhân phẩm thấp. Cho nên, sống trên đời ta không thể sơ ý nhìn bề ngoài mà đánh giá nhân phẩm của một người được. Người có tâm hồn thiện lành thì tự nhiên được mọi người kính trọng, hưởng được nhiều sự an lành. Người xấu ác thì bị mọi người khinh dễ.
cuộc sống gặp nhiều trắc trở tai ương, gieo nhân nào gặp quả đó, đây là định luật nhân quả. Ví dụ, nếu cháu có tâm hồn rộng lớn, thì dù cháu có đóng cửa ở trong nhà, thì tầm hoạt động của cháu vẫn ảnh hưởng bao trùm thế giới. Đây gọi là niệm niệm bất ly đương xứ, nghĩa là thân thì ở ngay tại đây, nhưng tâm niệm thì đã vượt không gian, vượt thời gian đi khắp mọi nơi. Ngược lại, nếu một người có tâm hồn hẹp hòi ích kỷ, dù họ có đi khắp nơi gọi là xứ xứ để giới thiệu, để phô diễn những lời hay tiếng đẹp, thì cũng không thể thâu đạt được một thành quả tốt đẹp. Vì sao? Vì xứ xứ bất ly đương niệm. Xứ xứ là kết quả bên ngoài, nó không thể thành hình trái ngược, gọi là bất ly với tâm niệm bên trong. Cảnh giới sống của một người từ trong tâm niệm của họ mà hiện ra. Cái xã hội này tốt xấu, thiện ác, lành dữ, thuận nghịch vân vân đều do cái tâm mà có. Một con người xấu lúc nào cũng nói lời xấu, nghĩ điều xấu, làm việc xấu, vì họ cho rằng tất cả mọi người đều xấu. Họ đối xử xấu với tất cả mọi người nên nhận lại những phản ứng xấu. Chính vì vậy mà họ đang sống trong một cái thế giới hoàn toàn xấu. Ngược lại, một người có tâm hồn tốt, họ thấy tất cả mọi người đều tốt, biết đối xử lịch thiệp, biết thương người giúp đời, họ được mọi người thương mến, kính trọng, bảo vệ, thì họ đang sống trong một xã hội tốt đẹp. Chỉ có một xã hội đương xứ, nhưng có người thấy xấu, có người thấy tốt. Bởi vì tốt hay xấu là do cái niệm niệm trong tâm. Ở những xứ sở nghèo đói, thường có những người ăn mày đói khát bên lề đường, gặp một người có tâm hồn thiện lương thì họ sẽ thương hại, bố thí giúp đỡ. Gặp một kẻ hẹp hòi thì họ lại chửi là thứ người lười biếng, vô dụng, đáng chết. Cũng là một người cùng đường phải đi ăn mày đương xứ, nhưng cũng hiện ra hai hình tướng thương hay ghét trái ngược, niệm niệm. Rõ ràng đương xứ là một, nhưng vì tâm niệm khác biệt mà thành ra xấu tốt khác nhau. Nói cách khác, chỉ vì một cái ý nghĩ đương niệm mà làm cho ông ăn mày đương xứ trở thành một đáng thương, một đáng ghét xứ xứ. Xứ xứ bất ly niệm, niệm bất ly xứ. Những câu nói này một lời vạn nghĩa, vừa cao diệu vừa thực tế. Cháu hãy cố gắng suy nghiệm thêm, sẽ thấy hay vô cùng. Cháu hỏi về Phật Pháp, cậu cố gắng trả lời để giúp cháu hiểu một phần nào vấn đề. Hiểu thêm được một phần là mở được thêm một khung trời sống mới. Dù cháu tự xưng là ngoại đạo, nhưng theo cậu nghĩ, cháu là người theo phong tục thờ cúng ông bà, chưa quyết định quy y vào một đạo giáo nào thì đúng hơn, chứ không phải là ngoại đạo. Ngoại đạo nên hiểu là lối sống bừa bãi, theo vật chất, không có hướng tâm linh, chứ đừng nên cho rằng những tôn giáo khác với Phật giáo là ngoại đạo. Đừng nên có tư tưởng kỳ thị hay phân biệt tôn giáo, không tốt. Nay cháu đã biết thờ Tây Phương Tam Thánh, quý trọng tấm hình của cậu cho. Như vậy thì cháu có hướng tâm linh, cháu là người trong đạo. Hy vọng những lời thư này giúp cháu có hướng đi rõ rệt. Hướng đi đó là gì? Trong thư trước, cậu đã nêu ra cho cháu rồi. Đó là tin Phật, niệm Phật và nguyện vãng sanh về Tây Phương với Phật. Giả sử như cháu đã quy y với một đạo giáo nào khác đi nữa, thì cậu cũng khuyên cháu nên tin Phật, niệm A-di-đà Phật và nguyện sanh tịnh độ, vì đây không phải là một tôn giáo, mà chỉ là sự giáo dục, hướng dẫn con người nơi chốn để vãng sanh, để thoát ly khỏi sự sống chết khổ đau. Tây Phương Cực Lạc là nhất chân pháp giới, là phần thưởng chung cho 10 pháp giới chúng sanh, không có phân biệt tôn giáo, giai cấp, chủng tộc. Ai có tính hạnh nguyện đầy đủ thì về đó hưởng đời cực lạc chờ ngày thành Phật. Thành Phật là thành chính cái chân tâm của mình, chứ không có gì khác. Một người dù đang theo một tôn giáo nào cũng đều có cái chân tâm, chỉ tiếc rằng vì vọng tưởng, phân biệt, cố chấp mà cái chân tâm bị che lấp, thành ra phải chịu khổ triền miên trong sanh tử luân hồi, đọa lạc bất tận. Cho nên học Phật là học cách giải thoát, thoát khổ, được vui.
thoát tử vô sanh. Đây là lý tưởng của tất cả tôn giáo đang tìm cầu vậy. Phật nói, nhất thiết duy tâm tạo. Cháu tin Phật thì cháu đã có căn lành trong nhiều đời kiếp rồi. Cháu biết niệm A-di-đà Phật thì phúc đức của cháu đã lớn lắm rồi. Có phúc đức thì niệm Phật, niệm Phật thì tạo ra phúc đức, cho nên phúc đức lại càng ngày càng lớn. Có tin, có niệm Phật thì cháu đã tạo cảnh giới Phật trong tâm. Niệm Phật với lòng chân thành thì phước báo lại biến thành công đức. Hàng ngày đem công đức này hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ, rồi nguyện cầu hết thân này mình được sanh về cảnh giới đó, thì cháu sẽ được vãng sanh về cảnh giới tối thắng của Phật A-di-đà, một cảnh giới tốt đẹp nhất trong tất cả Pháp giới. Hỏi, liệu văn minh khoa học có khám phá hết mọi hiện tượng kỳ bí không? Trả lời, chắc chắn không. Khoa học không bao giờ có thể khám phá ra tất cả sự thật của vũ trụ này đâu. Khoa học chỉ có thể giúp con người thấy được từng bước, chứng minh từng phần sự thật của vũ trụ nhân sinh, làm rõ thêm những gì đã nói trong kinh Phật. Còn rất nhiều bí mật của vũ trụ nhân sinh mà khoa học chưa thể khám phá ra. Ngày nay, khoa học phát triển rất nhanh, thường khám phá ra những điều lạ, nhưng phát hiện tới đâu, họ đều kinh ngạc tới đó, vì tất cả đã nói đến trong kinh Phật rồi. Ví dụ gần đây nhất, một tiến sĩ khoa học gia người Nhật tên là Masaru Emoto, Giang Bổn Thắng, thuộc Sở Nghiên cứu IHM của Nhật, từ năm 1994 đã thành lập một ủy ban nghiên cứu về nước và đã phát hiện rằng nước có thể thấy, nghe, hiểu và biết được kiến, văn, giác, tri. Khám phá này đã làm chấn động thế giới. Nhưng thực ra những điều này trong kinh Phật đã nói rõ từ 3.000 năm về trước. Khoa học tiến bộ đã giúp cho nhân loại tăng thêm niềm tin về Phật giáo. Phật nói rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chúng sanh là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Chúng sanh có loài hữu tình và vô tình. Hữu tình là các loài động vật thì có Phật tánh. Vô tình là các loài thực vật và khoáng vật thì có pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh đều là linh tri, là một chứ không phải hai. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Nghĩa là vạn vật hữu tình hay vô tình đều có đầy đủ tánh linh. Điều này xưa nay ít người tin tưởng, nhưng dần dần khoa học đã chứng minh đây là sự thật. Dựa theo sự khám phá của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, người ta đem thí nghiệm trên bánh mì, đậu, bắp, hoa, lá, vân vân, và cũng phát hiện ra hiện tượng tương tự. Nghĩa là tất cả vật chất đều có đầy đủ bốn tính chất kiến, văn, giác, tri. Chỉ có khác là thời gian để chúng cảm ứng thì dài ngắn khác nhau mà thôi. Sự thật này đối với nhà khoa học là điều mới lạ, khá bất ngờ. Nhưng họ có biết đâu, hàng ngàn năm qua người ta đã áp dụng kinh Phật trong các việc chữa bệnh, làm thuốc, làm phép, vân vân. Bên Phật giáo Tây Tạng, người ta dùng những lời chú phổ niệm vào trong gạo, bắp, bột, nước, vân vân, rồi dùng nó để trị bệnh, cứu người. Lạ hơn nữa, những vật chất này nếu được luyện cao hơn, chúng có thể hoạt động được, biết biến hóa, có phép thuật, rất linh nghiệm. Có nhiều vị sư bên Mật giáo Tây Tạng, họ chữa bệnh bằng thần chú. Người bệnh đến trước mặt họ khai bệnh trạng, rồi họ niệm chú phóng vào thân thể chỗ đang bị bệnh. Chỉ vậy thôi, họ có thể chữa trị một số bệnh nan y mà y học hiện đại chưa chữa nổi. Đây là những điều có thật, huyền diệu vô cùng. Vẫn còn rất nhiều điều lạ khác, không thể kể hết. Vật chất có thể thấy, nghe, hiểu, biết, chúng cảm ứng được hoạt động chung quanh. Trong đó nước có cảm ứng khá nhanh, cỡ một tiếng đồng hồ là đủ cho nó thay đổi tính chất. Tiến sĩ Masaru Emoto thí nghiệm được rằng hình ảnh, âm thanh, lời nguyện cầu, ý niệm thương ghét, vân vân, tất cả mọi hiện tượng chung quanh đều cảm ứng đến nước, làm cho tinh thể của nước hoàn toàn biến đổi. Tinh thể tốt đẹp hay xấu xa là do môi trường chung quanh tốt đẹp hay xấu xa.
Trong Phật giáo, từ 3.000 năm về trước, Phật đã nói, y báo chuyển theo chánh báo. Y báo là vạn vật chung quanh, chánh báo là tâm địa của con người. Con người vui vẻ hiền lương thì không gian hiền hòa, cảnh vật tốt tươi. Con người sống xấu ác, bất lương thì họ làm ô nhiễm đến môi trường, cây cối khô héo, đất đai khô cằn. Con người và môi trường ảnh hưởng lẫn nhau. Những nhà thuật số biết phong thủy ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, nên họ có những lời khuyên khá chính xác về địa lý, cách xây nhà, chọn hướng để cho ta tận hưởng cái khí tốt của thiên nhiên. Nhưng có một sự thật khác nữa, đó là thiện căn phước đức của con người có thể chuyển đổi được địa lý, phong thủy. Những nhà thuật số có thể lập lá số tử vi, đoán vận mệnh kiết hung của một đời người khá chính xác. Đây chỉ là sự truy tầm nghiệp nhân để đoán ra quả báo mà thôi. Cái quả đời này họ gọi là số mệnh, định mệnh. Lá số tử vi là do cái nghiệp nhân tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp trước tạo nên. Cho nên vận mệnh, định số của một người có thể đổi được bằng chính tư tưởng và hành động của con người. Biết được điều này thì cháu cũng nên phát một tâm nguyện thiện lành, làm người tốt để cảnh giới sống của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Hãy bắt đầu từ những điểm cụ thể để làm. Ví dụ, ngày hôm qua ta còn khinh người, nay ta biết kính trọng họ. Trước đây ta cố chấp đố kỵ, nay sẵn sàng khen tặng điều hay. Hãy có tâm biết tha thứ cho người khác, thường bố thí giúp kẻ khó khăn vân vân. Đó là những điều thiện lành nên làm. Trong đó, theo Phật dạy, cái đại thiện trong cái thiện chính là thành tâm tin Phật, niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Vì câu Nam-mô A-di-đà Phật được gọi là vạn đức hồng danh. Có thể đưa một người từ trong lục đạo phàm phu đi thẳng về thế giới Tây Phương Cực Lạc để thành Phật. Một đời thành bậc đại giác, toàn thiện, một đời thoát ly hẳn sanh tử luân hồi, thoát ly tất cả khổ nạn. Chúc cháu hướng thượng an vui. Cậu Năm viết xong tại Úc Châu ngày 11 tháng 2 năm 2004. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dạy: các pháp môn tu hành không có pháp môn nào vượt pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Nếu thiện tính nào nguyện mau thành Phật thì không gì bằng tu pháp môn tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư thứ 58, lời khuyên một số bạn đạo. Ban hộ niệm. Kính gửi quý đồng tu ở Paris, các cô bác ở An Thái cùng gia đình ở Việt Nam, cùng một số quý đạo hữu ở các nơi khác đã nêu ý kiến muốn bàn thêm về sự hộ niệm. Thư này Diệu Âm xin viết chung. Trước đây chúng ta cũng đã có một số thư bàn đến tổng quát về sự hộ niệm. Sự hộ niệm liên hệ tới con cháu trong gia đình. Hôm nay ta xin bàn tới ban hộ niệm. Hộ niệm quan trọng lắm. Người niệm Phật quyết lòng cầu sanh tịnh độ cần chú ý đọc kỹ những thư này, phải thực hiện cẩn thận, không nên lơ là. Đây là những vấn đề chính yếu, xin tất cả quý bác, quý đạo hữu nên đặc biệt lưu ý. Lời thư này sẽ cố gắng đóng góp cho quý cô bác và đồng tu một ý niệm căn bản, rồi tùy theo hoàn cảnh mỗi nơi mà uyển chuyển ứng dụng để thực hành sự hộ niệm. Trước khi nói đến ban hộ niệm, chúng ta nên biết sơ về nhóm liên hữu. Một, nhóm liên hữu. Gọi cho dễ hiểu là nhóm cộng tu niệm Phật. Nhóm liên hữu gồm có những vị đồng tu có chung lý tưởng vãng sanh, kết bạn tâm giao, ngày ngày hội nhau tu hành niệm Phật. Ở những đạo tràng chuyên tu tịnh độ thì đạo tràng là nơi cho mọi người hàng ngày tề tự về niệm Phật. Nhóm liên hữu tự nhiên đã thành hình. Còn ở những vùng không có đạo tràng
hoặc những nơi chưa có sự chuyên tu pháp môn tịnh độ, thì cần nên thành lập nhóm cộng tu riêng để cùng nhau niệm Phật. Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Trung Quốc, chủ trương một đạo tràng nhỏ với số người không nên quá 20 là lý tưởng nhất. Đây là hình thức của nhóm liên hữu, cộng tu hơn là ngôi chùa hay tự viện. Theo Ngài, một đạo tràng cần phải có người thành tựu đạo quả, chứ không phải nhắm vào chuyện gieo duyên Phật Pháp. Tu hành là một cách riêng lẻ, cũng có thể được thành tựu, nhưng nếu thành lập thành nhóm để tu chung với nhau, thì sự thành tựu sẽ cao hơn, sẽ an toàn hơn để vãng sanh. Ngay những nơi có đạo tràng, vẫn nên có nhóm liên hữu để tạo được không khí tu hành mạnh mẽ và hỗ trợ cho sinh hoạt của tự viện hoặc đạo tràng. Hầu hết các tự viện hiện nay, hàng ngày thường có 3 thời công phu dành cho tứ chúng trong nội viện. Ngoài ra thỉnh thoảng tổ chức thọ bát quan trai cho Phật tử ngoại viện, chứ ít có thời khóa cho Phật tử thực hiện Phật thất. Phật thất và bát quan trai khác nhau. Theo trí độ luận và thành thật luận, thì bát quan trai là phép giới cho hàng cư sĩ tại gia tập sống thanh tịnh một ngày một đêm như đời xuất gia, thanh tịnh thân tâm, giữ gìn 8 giới cấm gọi là bát giới, là không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, dùng son phấn và nước hoa, ca hát nhảy múa, không ngủ giường cao đẹp, và còn một giới nữa là không ăn quá ngọ gọi là trai giới. Gộp hai điều lại gọi là bát trai giới hay bát quan trai giới. Những điều này Phật dạy trong kinh A Hàm. Còn Phật thất là pháp ứng dụng từ kinh Phật thuyết A Di Đà. Niệm Phật 7 ngày, nhất tâm bất loạn, cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật muốn được thành tựu, cần bảo đảm 3 điều: không hồ nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Muốn thực hiện điều này, thông thường những đạo tràng chuyên tu tịnh độ mới đáp ứng được nhu cầu. Nghĩa là tất cả đều nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật trong suốt thời khóa tu hành. Chính vì vậy, người muốn chuyên lòng niệm Phật, cầu cho báo thân này vãng sanh tịnh độ, thì những đồng tu ở gần nhau nên họp lại thành nhóm cộng tu nhỏ. Ở đó, tất cả đồng một lòng, chung một hướng, ngày ngày chấp trì, niệm câu Phật hiệu không hồ nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Lập nhóm cộng tu nhỏ, từ 4 đến 20 người, chỉ cần một bàn thờ đơn giản trang nghiêm, với một hình tượng Phật A-di-đà hoặc Tây Phương Tam Thánh là đủ, rồi tề tự lại cùng nhau thành tâm niệm Phật, khuyến tấn lẫn nhau, tránh sự giải đãi, sinh hoạt đơn giản, miễn tất cả hình thức rườm rà, không liên hệ gì tới tiền bạc. Đây chính là môi trường thanh tịnh, một nhân tố rất tốt để thành tựu đạo nghiệp, và nhất là tiện việc trợ niệm cho nhau khi cần thiết. Thế nào gọi là thành tựu đạo quả? Đối với các pháp tự lực thì phải đại triệt đại ngộ mới có thể giải thoát rốt ráo viên thành Phật đạo. Trong thời mạt pháp này, căn tánh của chúng sanh thấp, nghiệp chướng nặng, ma chướng nhiều, làm sao có thể mơ tới ngày được đại triệt đại ngộ để thoát ly tam giới? Còn người niệm Phật, nếu đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì tương đương với minh tâm kiến tánh, nhưng dễ có mấy ai làm được? Không sao, không được lý nhất tâm bất loạn thì sự nhất tâm bất loạn cũng vãng sanh. Không được sự nhất tâm bất loạn thì chỉ cần nhất tâm hệ niệm cầu sanh tịnh độ thì được đới nghiệp vãng sanh, cũng thoát ly sanh tử luân hồi, một đời viên mãn thành tựu đạo quả. Nhất tâm hệ niệm là niệm Phật không hồ nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Phương pháp tu hành của Thiền Tông và Giáo Hạ thì cao siêu, bậc thượng căn thượng trí trở lên mới tự tu chứng quả, trung hạ khó bề với tới. Pháp tu Tịnh Độ Tông có vẻ hiền hòa, dành cho tất cả mọi căn tánh, thích hợp cho cả ba hạng thượng trung hạ căn, nhưng sự thành tựu thì được ghi nhận là vượt trội. Người niệm Phật có tâm khiêm hạ, biết nương nhờ Phật lực gia trì, nếu tin tưởng pháp môn, một lòng thành tâm niệm Phật,
tha thiết nguyện cầu vãng sanh, thì trong một báo thân này có thể hoàn thành đạo nghiệp. Sự kiện này đã được chứng minh quá hiển nhiên. Nhiều ông già bà lão, nhiều người niệm Phật một thời gian ngắn, đã đương nhiên ra đi với những thoại tướng quá tốt, lấy kinh Phật ra ấn chứng, đúng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Trong thư này Diệu Âm sẽ đưa ra thêm bằng chứng khác về sự tự tại vãng sanh. Thật là một chuyện giống như du hí thần thông của thế kỷ 21, thế kỷ của khoa học. Trong kinh Phật Thuyết A-di-đà, Đức Bổn Sư Thích Ca dạy: người nào niệm danh hiệu A-di-đà Phật từ một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung sẽ được Đức Di Đà và Thánh chúng hiện tiền tiếp dẫn. Phải chăng niệm Phật là đường tu rộng thênh thang thẳng tắp, lót bằng vàng cho chúng sanh xuất ly tam giới, giả từ sanh tử luân hồi, vượt qua thập pháp giới, viên thành Phật đạo ở cõi nhất chân pháp giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà? Vượt được sanh tử lục đạo thì được tất cả. Chưa qua khỏi cửa ải này thì kiếp người còn lắm gian nan. Mỗi lần trải qua một cuộc cách ấm thì thần thức mê muội, quên hết tất cả những gì xảy ra trong quá khứ. Công phu tu tập còn lại có chăng chỉ là những chủng tử gieo vào đệ bát thức A Lại Gia. Những chủng tử này có thể là thiện, là ác, là tốt, là xấu, vân vân. Dù dưới hình thức nào cũng là nghiệp của người đó mà thôi. Từ vô lượng kiếp đến nay, một người tạo ra thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp, vô lượng vô số nghiệp đều chứa giữ trong tạng thức A Lại Gia, thì thiện nghiệp trong đời này dù có lớn cho mấy đi nữa thì nó cũng chỉ đóng góp vào cái kho tàng vô đáy của tạng thức. Những chủng tử này là những cái nhân phải chờ gặp được cơ duyên mới sanh tác dụng. Chủng tử thiện nhiều thì hy vọng đời sau được hưởng thiện quả. Chủng tử ác nhiều dễ bị ác báo ở tương lai. Lâu hay mau, trước hay sau, đều là tùy theo duyên. Ví dụ như chúng ta đời này được sanh làm người là do chủng tử thiện khởi phát dẫn dắt tới cảnh giới thiện, tức là cảnh giới người. Nhưng nghiệp ác của chúng ta có hay không? Chắc chắn có. Nó đang chờ cơ hội để hiện hành, lôi ta vào ác đạo. Hoặc giả một số ác báo cũng đã hiện hành rồi. Ví dụ như nhiều người có cuộc sống khổ sở còn thua con vật, đây chính là vì cái nhân làm ác từ trước đưa đến quả báo này vậy. Những con vật chúng ta thấy được trên đời là do ác nghiệp dẫn dắt chúng tới ác đạo, tức là cõi súc sanh. Nhưng thiện nghiệp của chúng có hay không? Chắc chắn có. Thì nghiệp này nếu có cơ duyên có thể cứu con vật thoát khỏi cảnh giới loài vật. Hoặc giả cũng có một số con vật được thiện báo hiện hành. Ví dụ như những con chó đang hưởng phước ở trong nhà giàu sang. Rõ ràng là con chó mà cuộc sống còn sướng hơn nhiều người. Đây chính là đời trước biết làm phước, nhưng vì ngu si mà lạc vào hàng súc sanh, thật đáng tiếc. Rơi vào tâm ác đạo thì quá dễ, chỉ cần một ý niệm xấu ác khởi lên là đủ. Nhưng muốn ra khỏi tâm ác đạo thì thời gian vạn kiếp sau chưa chắc sẽ được thoát nạn. Cho nên chưa vượt qua lục đạo thì thiện nghiệp hay ác nghiệp vẫn là thân phận của một chúng sanh trong tam giới, chưa thể thoát nạn. Nói rõ hơn, vẫn còn phải tùng nghiệp thọ báo trong luân hồi khổ nạn, tương lai chưa biết được là may hay rủi. Trong thời mạt pháp tu hành khó lắm, vạn ức người tu không tìm ra một người chứng đắc. Đã không chứng đắc thì làm sao chúng ta có hy vọng thành tựu? Xin thưa rằng, chư Đại Đức Tổ Sư thường dạy, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không cần đến sự chứng đắc. Chứng đắc cần cho các pháp tu tự lực, tự mình phải thân chứng qua tất cả mọi cảnh giới để thành tựu đạo quả. Khó chính là ở chỗ này. Chúng sanh trong thời mạt pháp căn tánh trung hạ, khó phá được phiền não, không đoạn được nghiệp hoặc, cho nên muốn tự viên thành Phật đạo thì thời gian phải tính bằng vô lượng kiếp tu hành mà chưa chắc đã thành công. Còn người niệm Phật vãng sanh là đới nghiệp vãng sanh, chứ không phải là chứng đắc để thăng tiến. Nghĩa là chỉ cần dùng câu A Di Đà Phật
bao phủ nghiệp chướng, đè phiền não xuống, một lòng tin sâu thiết nguyện là đủ để vượt qua tam giới, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, một đời thoát ly sanh tử luân hồi. Về tới Tây Phương chắc chắn sẽ trở thành bậc bất thối chuyển, một đời thành Phật, gọi là nhất sanh thành Phật. Được như vậy chính yếu là nhờ sự gia trì của Đức Phật A Di Đà và chư Phật mười phương, chứ không phải năng lực tự tu chứng của chúng ta. Có thật vậy chăng? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy: người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thực hiện cái hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Đây là pháp tu để thành Phật, vượt hẳn Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát, một vị trong Hoa Nghiêm Tam Thánh ở thế giới Hoa Tạng. Tại sao lại siêu vượt Ngài? Vì Bồ Tát Phổ Hiền đã tu thành vô lượng kiếp mới thành đẳng giác Bồ Tát ở cõi Hoa Tạng. Rồi từ Hoa Tạng thế giới, Ngài mới phát 10 đại nguyện vương quy về Tây Phương Cực Lạc để viên mãn Phật quả. Trong khi đó, chúng ta từ địa vị một phàm phu đầy dẫy nghiệp chướng, niệm Phật cũng được vãng sanh thẳng về thế giới Cực Lạc. Sự siêu vượt chính là ở chỗ không phải trải qua vô lượng kiếp tu hành vậy. Về đến Tây Phương thì nhất sanh thành Phật, nghĩa là một đời thành Phật. Nếu lấy thời gian ở nhân gian mà tính thì khoảng cách từ 3 kiếp đến 12 kiếp là viên thành đạo quả, thật sự bất khả tư nghị. Trước đây chúng ta có coi qua cuộn Hoa Khai Kiến Phật, quay lại một cuộc vãng sanh của cụ Triệu Vinh Phương vào năm 99. Một bà cụ già 89 tuổi mới bắt đầu niệm Phật, 94 tuổi an nhiên về với Phật, hào quang sáng lòa, hương quang lan tỏa khắp nơi, lưu lại xương xá lợi giống hệt tượng Phật. Giả sử như khi đó cụ không niệm Phật cầu vãng sanh, thì liệu năm 99 cụ có thoát được tam giới dễ dàng như vậy không? Mới đây lại có một cuộn phim vãng sanh khác, quay lại một Phật thất gọi là Vãng Sanh Phật Thất ở chùa Phật Thành, tỉnh Tứ Xuyên. Phật thất đặc biệt này được tổ chức để đưa tiễn cụ Ngụy Quốc Hưng, 76 tuổi, vãng sanh vào ngày 5 tháng 2 năm 2003. Chuyện vãng sanh này có lẽ còn thù thắng hơn chuyện cụ Triệu Vinh Phương. Ông cụ Ngụy Quốc Hưng là một người thợ mộc bình thường, trung thành niệm Phật, đã biết trước được vào lúc 12 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2003, Đức Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn. Tự viện Phật Thành đã tổ chức 7 ngày niệm Phật để tiễn đưa. Trong 7 ngày Phật thất, hàng ngày cụ đều dâng hương lạy Phật, kinh hành tụng kinh với mọi người. Mỗi ngày cụ đều ngồi khai thị nhắc nhở đại chúng niệm Phật. Ngày cuối cùng của Phật thất là ngày cụ vãng sanh. Cụ báo cho mọi người biết thời gian từng giờ tới thời điểm ra đi. Đến 12 giờ cụ vẫn còn ngồi khai thị. Cụ nhìn đồng hồ rồi nói: 2 phút nữa tôi đi. Sau khi nói lời cảm ơn mọi người tới tham dự hộ niệm, cụ đứng lên vẫy tay từ giã, rồi cùng với sư, trụ trì và con cháu bước vào vãng sanh đường, ngồi lên chiếc ghế an nhiên thoát hóa. Lúc đó đồng hồ chỉ 12 giờ 2 phút ngày 5 tháng 2 năm 2003. Ngay lúc vãng sanh, có khoảng 300 người nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh hiện ra trên đỉnh nóc vãng sanh đường phóng quang tiếp dẫn, thật bất khả tư nghị. Nhìn cuồng phim vãng sanh Phật thất làm cho chúng ta tràn đầy tin tưởng. Ai có duyên coi được cuộn phim này rồi thì hãy mau mau thức tỉnh. Ai muốn về với Phật, hãy niệm Phật, ngày ngày cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phật dạy, chỉ còn câu Phật hiệu mới mong thoát khỏi trầm luân, thì những khúc phim này là sự chứng minh rất cụ thể. Người con Phật hãy quyết lòng tin theo lời Phật dạy, mau mau y giáo phụng hành để thành tựu đạo Bồ Đề. Người giác ngộ thì hạ thủ công phu liền, đừng nhiều lời biện bác mà coi chừng bị mắc mưu hai chữ vô thường đó. Sự thật đã được hiển nhiên thì xin đừng để mất cơ hội. Với tâm nguyện khuyên người niệm Phật, chúng ta thành tâm khuyên nhắc nhau niệm Phật cầu sanh tịnh độ.
đừng nên niệm lục đạo luân hồi cầu tiền tài danh vọng nữa. Có vừa đủ sống thì hãy mau mau lo tu hành, đừng niệm tam đồ, cầu lấy tham sân si mạng làm chi. Tất cả những thứ này là cái nhân để đi vào ác đạo, ở đó là chỗ có thật để chịu vạn sự đau khổ thống thiết lũy kiếp, chứ không phải là chuyện viễn vông đâu. Tóm lại, tu hành trong thời mạt pháp khó thật, nhưng khó vì không biết cách tu, chứ không phải khó vì không có đường giải thoát. Cuốn phim này chắc chắn sẽ gửi đến tận tay quý cô bác, quý đạo hữu. Xin mọi người hãy phát tâm bố thí pháp lành, sang cho nhiều để mọi người cùng ngộ ra chân lý. Vậy thì thoát tam giới, liễu thoát sanh tử là điều phải thực hiện trước nhất. Đây là điểm nguy hiểm nhất, chướng ngại nhất, khó khăn nhất, và cũng là tất cả sự thành tựu cho cả kiếp người. Xin các cô bác, quý đạo hữu hãy dành tất cả mọi năng lực để vượt qua ải này. Tu hành nhất định là phải thoát cho được cái vòng luẩn quẩn sanh tử luân hồi, rồi mới tính gì tính. Còn như bị kẹt lại trong lục đạo, chưa qua khỏi cửa ải này, thì những mộng ước cao sang, những lý tưởng cao đẹp, những triết lý cao siêu, coi chừng chỉ là vọng tưởng, là mộng huyễn bào ảnh mà thôi. Làm sao vượt được lục đạo luân hồi? Pháp môn niệm Phật cứu độ chúng sanh một đời giải thoát đã được chư Phật tán thán, chư tổ sư tuyên dương là pháp tối thắng trong tối thắng, phương tiện trong phương tiện, thâu nhiếp cả thượng trung hạ căn một đời viên mãn thành Phật. Trong 84.000 pháp môn của Phật, chưa có pháp nào nói lên được điều này. Muốn thành tựu lý tưởng này, người niệm Phật phải đủ tính hạnh nguyện. Tính thuộc về thiện căn, hạnh thuộc về phước đức, nguyện thuộc về nhân duyên. Nếu thiếu một trong ba yếu tố này, khó thể vãng sanh được. Tuy nhiên, tình thật mà nói, khó có người hội đủ điều về thiện căn, phước đức và nhân duyên, thì làm sao đây? Ngoài vấn đề này ra, còn có cái khó khăn khác, từ nghiệp chướng, từ oan gia trái chủ, từ ma chướng phá hoại. Như vậy, làm sao có thể vượt qua chướng ngại này? Thật ra khó thì có khó, nhưng cái khó chính vẫn là từ tâm địa của chúng sanh. Người không muốn vãng sanh thì có dễ cũng thành khó, còn người thật sự muốn đi thì khó cũng trở thành dễ. Hãy quyết tâm đi tới, tất cả những việc khác hãy để Đức Di Đà lo liệu. Hãy vững lòng tin tưởng, cương quyết phát tâm niệm Phật, chí thiết phát nguyện vãng sanh, rồi chuẩn bị sự hộ niệm thật cẩn thận, thì sự vãng sanh không còn khó nữa vậy. 2. Ban hộ niệm. Công đức của ban hộ niệm lớn vô cùng. Việc làm của ban hộ niệm rất quan trọng, có thể độ một người thành Phật chứ không phải tầm thường. Cho nên người lãnh phần hộ niệm không thể hời hợt hay coi thường nhiệm vụ của mình. Từ sinh hoạt của nhóm liên hữu, chúng ta dễ dàng biến thành ban hộ niệm. Người trong ban hộ niệm phải là người biết niệm Phật, tin pháp môn. Đừng mời gọi những người hiếu kỳ, thiếu niềm tin tham gia vào ban hộ niệm. Hộ niệm là cứu độ chúng sanh, đây là tâm nguyện của chư Phật, của chư Bồ Tát. Xin quý cô bác, quý đạo hữu phải coi thật trọng mới được. Trong nhóm liên hữu cộng tu, hàng ngày chúng ta hội họp nhau để niệm Phật, thì ngay sinh hoạt này đã có sự hộ niệm cho nhau rồi. Khuyến tấn tu hành, tăng trưởng lòng tin, tô bồi phước thiện, tích lũy công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, vân vân. Tất cả thành quả này đang từng ngày dồn về cái quả báo vãng sanh. Cho nên sinh hoạt cộng tu trong nhóm niệm Phật là đang thực hành công tác hộ niệm, chỉ có khác nhau là cộng tu thì hằng ngày cùng nhau tu tập, còn hộ niệm là chủ tâm nhắm vào lúc có người bệnh nặng hay lâm chung. Danh xưng có khác nhau, nhưng nội dung có chỗ tương đồng. Chỉ cần tâm ý chuyển xoay thì cộng tu trở thành hộ niệm vậy. Hộ niệm hay trợ niệm là khi có người bệnh nặng sắp lâm chung, chúng ta đến niệm Phật trợ giúp cho bệnh nhân giữ được chánh niệm, tránh được nhiều chướng ngại để được vãng sanh thẳng về cõi Tây Phương của Phật A-di-đà.
Nếu hằng ngày chúng ta gặp nhau niệm Phật, hằng ngày đều phát nguyện vãng sanh, ngày ngày đều hồi hướng công đức về Tây Phương, rõ ràng cộng tu với nhau giống như đang hộ niệm cho nhau rồi đó. Thêm một bước nữa, khi một người trong nhóm lâm bệnh, chúng ta tới nhà người đó niệm Phật, khuyên bảo nhau giữ vững niềm tin, quyết lòng cầu vãng sanh, không cần cầu hết bệnh, mọi người đồng lòng hứa bảo vệ, hồi hướng cho người đó, thì đây gọi là hộ niệm. Người trong ban hộ niệm, chúng ta nên có tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Chúng ta đi khuyên nhủ nhiều người niệm Phật, giảng cho họ hiểu ý nghĩa vãng sanh, khuyên họ cầu nguyện vãng sanh và chấp nhận sự hộ niệm khi họ lâm chung. Có như vậy thì chúng ta hy vọng cứu được nhiều người. Chứ mang danh hộ niệm mà chính mình không tu hành thì công đức đâu mà hộ niệm. Không dám tuyên truyền sự vãng sanh thì ai biết tới Tây Phương mà cầu tới mình đi hộ niệm. Sau đây chúng ta đi vào một số chi tiết. Xin xem thêm những thư nói về hộ niệm trong tập 1 và 2, và nhất là phải xem thật kỹ những trang phụ lục về hộ niệm. Ở đây chúng ta chỉ bổ túc thêm những điểm cần lưu ý thôi. 3. Những điểm nên làm của ban hộ niệm. Thành tâm cứu người. Hộ niệm là để giúp người vãng sanh. Đối với người bệnh, phải có tâm nguyện tha thiết cầu sanh tịnh độ. Nếu người bệnh không có tâm nguyện này thì sự hộ niệm cũng khó thành công. Đối với người hộ niệm, phải có tâm chí thành cầu nguyện Phật A Di Đà tiếp dẫn người ra đi. Hãy tận lực niệm Phật, thành tâm tha thiết cầu nguyện cho người được vãng sanh như cầu cho chính người thân yêu nhất của mình. Đừng nên nghi ngờ, chán nản hay hiếu kỳ chuyện lạ, hay cứ thăm dò thử bệnh nhân có được vãng sanh hay không. Hãy nhiếp tâm niệm Phật, đừng phân tâm mà giảm công đức hộ niệm của mình. Thiết bị ban hộ niệm cần có những thứ như tượng Phật A Di Đà hoặc Tây Phương Tam Thánh, khánh, lư hương, nhang, đèn. Thông thường những ban hộ niệm có một bức tượng Phật A Di Đà nhỏ gọn. Thật ra nếu được nên hộ niệm với bức tượng Phật lớn thì rất tốt, càng lớn càng tốt. Tượng Phật lớn bao giờ cũng cảm ứng mạnh hơn, trang nghiêm hơn, từ lực lớn hơn tượng nhỏ. Trong vãng sanh đường của chùa Phật Thành, nơi cư sĩ Ngụy Quốc Hưng vãng sanh, tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn cao đến đụng trần nhà, lớn nguyên một bức vách. Có điều khó khăn là lớn quá thì không tiện việc cất giữ và khó di chuyển, nên phải dùng hình Phật nhỏ mà thôi. Bàn thờ Phật nếu được có thể thiết lập đơn giản chứ không nên quá rườm rà. Những nơi không lập bàn thờ được thì vị trí của tượng Phật phải đặt đối diện với bệnh nhân, hoặc nơi nào cho bệnh nhân dễ trông thấy là được. Nói chung, hình thức thì uyển chuyển, nhưng phải giữ đúng nguyên tắc là bệnh nhân phải thấy được tượng Phật. Có thể đốt nhang, nhưng không nên quá nhiều, quá nồng. Những nơi không khí ngột ngạt có thể miễn. Pháp khí nên dùng khánh để giữ nhịp chung, niệm cho đều, tránh niệm lộn xộn. Nếu không có khánh thì có thể dùng loại mỏ lớn để có tiếng trầm hùng, tránh âm thanh sắc bén hay đục. Nếu bệnh nhân chưa từng quen với pháp cụ thì không nên gõ mỏ hay đánh khánh. Nếu bệnh nhân thường niệm theo máy niệm Phật thì niệm theo máy rất tốt. Có thể niệm 4 chữ hay 6 chữ. Nói chung, cách niệm tốt nhất là nên tùy theo thói quen của bệnh nhân, không nên đặt nặng vấn đề có pháp khí hay không. Tư thế vãng sanh. Có một vài nơi hướng dẫn hộ niệm thì bắt buộc người bệnh phải nằm nghiêng bên phải và đầu hướng về phía tây. Những điều này đối với chư vị tổ sư đại đức tịnh độ không lấy làm trọng. Nghĩa là nếu được thì tốt, còn không được thì phải nên tùy thuận theo sự thoải mái của bệnh nhân. Muốn nằm, ngồi, nghiêng bên phải hay nghiêng bên trái, hoặc nằm thẳng đều được, không nên cưỡng ép. Hướng nằm cũng không cần đặt vấn đề đông tây nam bắc gì cả, tùy thuận theo hoàn cảnh tự nhiên là tốt nhất. Phân ban. Lúc chưa lâm chung thì khoảng từ 2 đến 4 người túc trực hộ niệm là đủ. Tới thời điểm lâm chung thì dồn lực lượng để hộ niệm. Sau đó phải tiếp tục luân phiên hộ niệm ít ra 8 tiếng đồng hồ mới được ngừng.
đừng lo sợ việc tẩn niệm khó khăn. Với không gian ta chỉ là cát bụi, trở về đây với tứ đại hình hài. Vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại. Còn chờ chi sao không tìm giác ngộ, hãy tự mình thắp đuốc trong đêm dài.